Vào sáng nay, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng với các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 gồm huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai, Hà Nội. Kiến nghị sớm triển khai các cơ chế đặc thù trong luật thủ đô năm 2024 đã được người đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trả lời cặn kẽ và có lời hứa trước cử tri. Tiếp tục nội dung kiến nghị cho phép người dân được lắp dựng các công trình tạm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực ngoài bãi sông, cử tri cũng kiến nghị thành phố sớm có các quy định để cụ thể hóa các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật thủ đô để sau khi luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ đi vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả. Xin được kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản trên các lĩnh vực để trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, quy định có hiệu lực cùng với hiệu lực thi hành của luật thủ đô. Các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tham mưu các nội dung, Ủy ban thành phố sẽ trình và trình Hội đồng nhân dân để ban hành các nghị quyết để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Tháng 8 thì Ủy ban thành phố cũng đã thành lập tổ công tác để triển khai luật thủ đô và xác định các cái nội dung công việc tiến độ. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, luật thủ đô đã cho phép thành phố được thực hiện những chính sách đặc thù, vượt trội. Nhiệm vụ ban hành các quy định chi tiết đang được thành phố triển khai rất tích cực. Để sớm đưa luật vào cuộc sống, đây là ý kiến của nhiều cử tri và mong muốn, cũng như là đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và tập trung để lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ. Thì với trách nhiệm không những là đại biểu Quốc hội, là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, thì tôi với tư cách là Bí thư thành phố thì tôi sẽ hôm nay cũng lắng nghe ý kiến của các cử tri rồi kiến nghị của các quận huyện và cũng là xác định thêm cái trách nhiệm của mình để cùng với tập thể ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ để lãnh đạo để sớm có lần sau thì cũng sẽ có những cái kết quả để báo cáo lại với các cử tri và với các đồng chí về lĩnh vực này. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng các phần quà cho 50 công nhân, người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.